Xin chào tất cả các bạn nha, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình nha. Trong video này mình sẽ hướng dẫn cho bạn tham gia một trình e góp ăn chia tổng giải thưởng là 50.000 đô tốc cần Titan dành cho 50.000 người tham gia đầu tiên các bạn. Thì chương trình e góp này nó sẽ phân phối vào ngày 25 tháng 10 năm 2021. Thì để tham gia hôm nay các bạn ấn link trong link mô tả dưới video, mình mở cái link phong này các bạn. Link phong thì mình để trên minimum, thì bạn nào mà mạng yếu là máy yếu gì đó các bạn lót không nổi thì các bạn phát IP nha các bạn. Sau đó thì các bạn làm nhiệm vụ nha các bạn. Rồi, nhiệm vụ đầu tiên các bạn theo dõi tôi Twitter nha các bạn, vì mình không có thời gian soạn lại cho các bạn nha các bạn. Rồi, trên tôi Twitter nó các bạn theo dõi nè. Sau khi các bạn theo dõi xong thì các bạn bắt up lên nè. Rồi, tiếp tục các bạn tôi quýt và đăng lại bài viết đã game nè. Rồi, sau khi theo dõi xong thì các bạn nhấp vào pin net nè các bạn. Rồi các bạn like nè. Các bạn chấp nhận cho tôi quýt và tăng 5 người bạn mình vào nha các bạn. Bạn tôi quýt lên nè. Ủa sao mấy bạn này điền địa chỉ chi ta? Rồi sau đó thì các bạn comment luôn các bạn. Tôi quýt tăng 5 người bạn xong. Và nhận xét là địa chỉ bên B Smart Chain Bet 20 trên dưới chocolate của tất cả các bạn nha các bạn. Rồi sau khi các bạn tôi quýt chấp nhận tăng 5 người bạn xong, các bạn qua bình luận nè các bạn. Rồi các bạn dán cái địa chỉ pin bi smart chain mình vào đây nha các bạn. Và tăng dần người bạn mình vào, các bạn trả lời luôn các bạn. Rồi sau đó các bạn mới đắp lên nè các bạn. Đâu rồi ta? Rồi. Tiếp tục follow tại Twitter account thứ hai của nó nè các bạn. Ủa, police. Phan các bạn chạy cho cái này, nó kêu cung cấp tên người dùng Twitter các bạn thì bỏ qua đi, hồi mình vào lên phong mình khai báo các bạn. Rồi các bạn tham gia kênh Telegram đó nè. Rồi các bạn xôn xào nha các bạn. Sau đó thì các bạn bắt up lên nè. Rồi các bạn xôn tiếp kênh channel đó nè. Nó hai kênh đó. Rồi các bạn xôn tiếp kênh thứ hai nè, nó tới hai kênh nha các bạn. Rồi sau đó thì các bạn theo dõi phương tiện của nó nè, theo dõi minimum của nó nè các bạn. Trên minimum thì bạn nào chưa follow thì nhấp vào follow các bạn, vì mình đã follow rồi các bạn. Trên minimum lock quá nặng rồi các bạn. Rồi các bạn bắt up lên nha các bạn. Để mình lấy lên coi. Rồi sau đó các bạn nhấp vào cái link phong này nha các bạn. Link này drop form nè. Rồi nó ra một cái giao diện như thế này, thì dòng đầu tiên các bạn điền địa chỉ email của tất cả bạn nè các bạn. Rồi dòng thứ hai thì nó kêu follow vào Twitter, mình kiểm tra lại coi có chính xác các bạn. Rồi mình đã theo dõi rồi các bạn. Rồi thì các bạn duyệt submit link to tweet, re-tweet link here bot. Rồi nó yêu cầu các bạn gỡ đường link các bạn đã to tweet cho ta 5 người bạn, thì bạn mở Twitter của tất cả bạn ra nha tất cả các bạn. Làm chậm chậm kỹ để cho chính xác các bạn. Các bạn nhấp vào avatar của mình nè, nhấp vào một hồ sơ nè. Rồi các bạn chia sẻ các bạn đã to tweet nè. Rồi bạn sao chép liên kết nè, rồi bạn bắt up nè. Bạn trở về như thế các bạn. Bạn dán vào đây nè. Sau đó thì các bạn mở tờ Twitter của bạn ra thì sẽ thấy được username ở dưới bức ảnh avatar của mình nha các bạn. Các bạn đi vào đây nè. Username Telegram với tờ Twitter mà các bạn không biết lấy nữa, thôi rồi mình bỏ tay luôn. Rồi tiếp tục các bạn điền vào username Telegram mình nè. Thằng mình đã chọn nè. Bạn mở gạch ba gạch cùng nè, vào setting nè, copy username Telegram mình nè, cộng anh 4 số 3 của tất cả các bạn nha các bạn. À, cộng anh 4 số 3 là 1 2 3 4. Tiếp tục các bạn submit là địa chỉ BNB Smart Chain Bet 20 trên dưới chocolate của tất cả các bạn đã khai báo ở trên cái link phong các bạn. Rồi các bạn sao chép nè, rồi các bạn dán vào đây nè các bạn. Rồi các bạn kiểm tra một lần nữa thông tin có chính xác đàng hoàng không, có thiếu gì không. Nếu đầy đủ hết thì bạn bấm gỡ là xong nha các bạn. Ok, vậy video mình đã hướng dẫn các bạn tham gia chương trình để góp ăn chia tổng giải thưởng là 50.000 đô tốc cần Titan đến đây cũng kết thúc các bạn. Vậy các bạn cũng đừng quên like và đăng ký để cập nhật những video clip tiếp theo từ mình nha. Vậy mình chào tạm biệt bạn, hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo từ mình nha.